tôi học cùng gấu bố. Bộ phận cơ thể. Các bộ phận cơ thể. Tóc, tai, mắt, mũi, miệng, đầu. Đầu là mắt nhỉ? Đâu là mũi nhỉ? Đâu là miệng nhỉ? Đâu là tóc nhỉ? Đâu là tai nhỉ? Gấu về nhà. Kéo các bộ phận vào vị trí đúng trên khuôn mặt nhé. Gấu về nhà. Các bộ phận cơ thể. Cổ, thân, cánh tay, bàn tay, chân, bàn chân. Đâu là thân nhỉ? Đâu là đầu nhỉ? Đâu là cánh tay nhỉ? Đâu là bàn tay nhỉ? Đâu là bàn chân nhỉ? Đâu là chân nhỉ? Gấu về nhà. Kéo các bộ phận vào vị trí đúng trên cơ thể nhé. Gấu về nhà. Hãy tiêm các bộ phận trên khuôn mặt người nhé. Gấu về nhà. Kéo các bộ phận vào vị trí thích hợp ở hình bên nhé.
Gấu ghê nha. Hãy kéo các bộ phận đúng vào vị trí còn thiếu nhé. Gấu ghê nha. Hãy ghép các mảnh còn thiếu để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh nhé. Gấu ghê nha. Hãy kéo các bộ phận vào vị trí thích hợp nhé. Gấu ghê nha. Gấu ghê nha. Giác quan cơ thể. Đây là tai. Tai dùng để nghe.
hộp nào nghe được bằng tai nhỉ? Gấu ghê nha. Giác quan cơ thể. Đây là mũi. Mũi dùng để ngửi. Vật nào ngửi được bằng mũi nhỉ? Gấu ghê nha. Đây là lưỡi. Lưỡi dùng để nếm. Vật nào nếm được bằng lưỡi nhỉ? Gấu ghê nha. Giác quan cơ thể. Đây là tay. Tay dùng để chạm. Vật nào chạm được bằng tay nhỉ? Gấu ghê nha. Quan nào được dùng cho mỗi vực sâu nhỉ? Gấu ghê nha. Vật nào có thể chạm bằng tay nhỉ? Vật nào có thể nếm bằng lưỡi nhỉ? Có thể ngửi bằng mũi nhỉ? Vật nào có thể nghe bằng tai nhỉ? Vật nào có thể nhìn bằng mắt nhỉ?
Gấu ghê nha.